sản khoa anh thích nhất, cái anh thích nhất là tiền sản, nên nên người ta phân anh nói bài này với các bạn. Tiền sản, tiền sản là cái gì, cái ngành chẩn đoán tiền sản trước, tiền sản đó trước đây được hiểu là những cái gì mà trước khi người ta đẻ là tiền sản. Tuy nhiên nó điều đó họ không có chưa chưa chính xác đối với ngành chẩn đoán tiền sản. Sau này nó có nhiều cái tên khác nữa, nó có nhiều cái tên khác nữa, ví dụ như y học bào thai, mẹ và thai, y học mẹ và thai. Nó quản lý tất cả những thứ mà liên quan đến trước khi người ta sinh. Những cái mà bạn đang học ở cấp thì người ta đang nói đến cái chuyện là đa phần là chăm sóc trước sinh. Chăm sóc trước sinh nghĩa là sao? Bà mẹ có thai là sinh lý, diễn tiến thai kỳ cũng là sinh lý, tầm soát những vấn đề, của thai phụ có thể trong quá trình mang thai và ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai. Đó là chăm sóc trước sinh, nó không phải là chẩn đoán tiền sản. Ngành chẩn đoán tiền sản thì có rất rất nhiều cái việc nhau. Nếu các bạn sau này đam mê nó, thích thích thú về nó là một ngành rất là hay ha, thích thú về nó, thì hiện tại có một cái trường đang dạy, có một cái trường đang dạy cho các bạn học học bổng miễn phí luôn, học trong vòng 2 năm, học trong vòng 2 năm. Đó là cái trường King Hospital ở bên Anh đó. Sau 2 năm bạn sẽ là chuyên gia về được học cái gì trong đó, học mô phôi, học miễn dịch, học giải phẫu, học siêu âm, học thủ thuật, chọc ối, sinh thiết gây nhau, kể cả điều trị bào thai luôn, ví dụ như dùng laser để đốt trong truyền máu song thai, dùng stent để đặt trong trường hợp mà hẹp van niệu đạo sao, vân vân. Đó là bạn sẽ được học 2 năm và bạn sẽ về đây là bạn sẽ trở thành chuyên gia rất là giỏi về chẩn đoán tiền sản. Hôm nay 2 tiết ta học hết 2 năm lận, 2 tiết thì mình sẽ không nói hết được về chẩn đoán tiền sản, mình chỉ nói một phần thôi của chẩn đoán tiền sản, đó là dị tật bẩm sinh. Một trong những nhánh của chẩn đoán tiền sản đó là chẩn đoán dị tật. Tôi mục tiêu sơ qua về các công cụ để bạn giúp bạn ví dụ như truyền máu song thai, hợp và vân vân, rất rất nhiều thứ khác nhau. Như mình nói prenatal care, khiếm khuyết lúc sanh, những rối loạn bẩm sinh, kể cả nói về chức năng luôn, trong tử cung, có thể nó xuất hiện được trong tử cung nhưng có thể được sau trong cuộc đời. Hiện tại về dị tật bẩm sinh đó, nó chiếm khoảng 3%, dị tật bẩm sinh nó chiếm khoảng 3% lúc alo 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 Alo, alo, alo. Alo. Quay lại ha. Alo, alo.
Alo. Alo. Trong quá trình khám thai thì các anh chị khám thai cũng rất lo sợ cái dị tật bẩm sinh. Chẩn đoán trước sanh khoảng tỷ lệ dị tật mà người ta chẩn đoán được đó, nó khoảng 3% thôi. Nhưng càng lớn thì cái dị tật bẩm sinh đó nó xuất hiện càng nhiều hơn. Nghĩa là cái em bé nó càng lớn lên thì nó sẽ biểu hiện ra cái dị tật bẩm sinh nhiều hơn, và cái tỷ lệ nó tăng dần cỡ khoảng 1 đến 2% trong trong những năm sau đó. Trước đây á, khoảng cách đây mười mười mấy năm á, lúc mà tôi còn học phổ thông á, thì trên những bài báo khoa học á, người ta sẽ nói rằng vậy nè, khoảng 15 năm nữa không còn dị tật bẩm sinh nữa, vì người ta kiểm soát được gen, người ta kiểm soát được gen. Bây giờ người ta đang làm á, người ta đang làm chẩn đoán tiền làm tổ á, là người ta lấy một cái phôi ra, cái phôi người ta lấy một tế bào ra, người ta kiểm tra nếu có gen bất thường thì người ta sẽ không có cho em bé nó vô trong để phát triển thành thai nữa. Và người ta kỳ vọng là không có chuyện đó xảy ra. Bên Thái Lan người ta đang làm được là một em bé nó có thể có màu tóc khác nhau, mắt màu mắt khác nhau, vân vân và vân vân. Tuy nhiên tỷ lệ dị tật bẩm sinh của cái nhóm đó là 6%, hơn cái nhóm tự nhiên gấp đôi, hơn cái nhóm tự nhiên gấp đôi. Chứng tỏ rằng là không có gì mà hơn thượng đế được hết, không có gì hơn thượng đế được hết. Mọi thứ con người làm được không không bao giờ đạt được đến chuyện đó. Thì chuyện đó như thế nào mà chút xem mình sẽ giải thích tiếp. Đây là em bé bị dị tật bẩm sinh, mắc hội chứng Down. Đây là những cái hình ảnh cổ người ta mô phỏng, ví dụ như trường hợp song thai dính, ví dụ trường hợp biểu tượng thần Garuda, hình người mà mang cánh chim á, thì đây là em bé dính hai cái chân, dính hai cái chân. Thì người ta hỏi dị tật bẩm sinh từ đâu ra vậy? Từ Á sang Âu, nhiều quốc gia khác nhau, nhiều nền văn hóa khác nhau, người ta nói là do ăn ở ở ác quá sinh con ra không có lỗ đít, đúng không? Đúng không? Đúng không? Nhưng mà ở hiền quá thì sinh con hai lỗ đít. Không phải là do ăn ở các bạn. Người ta đã thống kê được nguyên nhân của dị tật bẩm sinh 10% là do bất thường nhiễm sắc thể, 8% là do bất thường đơn gen, 7% do môi trường, 25% do nhiều yếu tố kết hợp, 50% do nguyên nhân mà các bạn sẽ gặp trong bất cứ học chuyên khoa nào cũng gặp nguyên nhân này. Nguyên nhân không biết. Bạn thử ơi, bạn đi học môn nào cũng vậy đó, học chuyên khoa nào cũng vậy đó, khi người ta nói nguyên nhân thì ta sẽ cũng nói một đến một nguyên nhân là không biết. Nói nguyên nhân không biết, nguyên nhân không biết nghĩa là tới chứ không phải là người ta không có nguyên nhân. Nó không phải là không có nguyên nhân mà người ta tính rõ ràng là nguyên nhân không có biết, nguyên nhân không có biết. Như vậy chứng tỏ rằng đều có nguyên nhân hết, nhưng mà tùy tùy cái nguyên nhân không biết này nè, có thể là do môi trường người ta chưa phát hiện ra, sau này cái tỷ lệ nó càng tăng lên chẳng hạn. Có hai cái nhóm này nè. Hai nhóm này nó không có thay đổi, không có thay đổi nhiều, không có thay đổi nhiều. Trên lâm sàng các bạn cũng hay nghe nói, các anh chị đi lâm sàng đi phòng khám đó, hay nói có làm double test chưa, có chọc ối gì không, thì thật sự ra cũng chỉ giải quyết được tới đây thôi, và giải quyết một phần rất rất nhỏ, nhỏ xíu chỗ này 8% đó chứ, mà chỉ giải quyết một phần rất nhỏ xíu vậy thì cuối cùng là người ta chỉ giải quyết được cái khúc này rõ ràng nhất, còn tất cả những phần còn lại đều chưa làm được gì cả. Đều chưa làm được gì cả. Chưa làm nghĩa là không dự phòng được, và chỉ có đi theo đuôi nó thôi. Nó xuất hiện thì mình coi nó là cái gì và nó như thế nào thôi.
Mình sẽ đi đầu tiên đến cái nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân của dị tật bẩm sinh, đó là lệch bội. Lệch bội nghĩa là có sự khác biệt về số lượng nhiễm sắc thể. Người ta có bao nhiêu cặp nhiễm sắc thể? 23 cặp nhiễm sắc thể, đúng không? Đối với ngành tiền sản, người ta không quan tâm đến nhiều đến các nhiễm sắc thể số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, vân vân. Người ta chỉ quan tâm đến nhiễm sắc thể số 21 thôi. Đố các bạn biết tại sao? Mốt là bệnh đau, đúng rồi. Có những nhiễm sắc thể bất thường, nhiễm sắc thể số 6, hội chứng tiếng mèo kêu. Có. Nói ha. Người ta không quan tâm tới vì nó không có sống. Nhiễm sắc thể kia nó không có sống. Nhiễm sắc thể 21 nó tồn tại, nó dư tồn tại vì chút thời bạn sẽ coi nhiễm sắc thể 21 nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ nên nó chưa ít gen lắm. Và nó biểu hiện của bất thường nhiễm sắc thể số 21 người ta quan tâm đến là chứng khờ khạo. Hồi xưa nhiễm sắc thể số 21 nó được mang tên là hội chứng Mongoloid, là hội chứng người giống người Mông Cổ. Cái mặt của người đó giống người Mông Cổ lắm. Sau đó vì lý do chắc là phân biệt chủng tộc hay sao á, người ta mới đổi cái tên nó thành cái tên mang tên cái người phát hiện ra là ông Landing Down. Ông Landing Down, ông phát hiện ra, ông người là mô tả đầu tiên hội chứng Down đó, và nó mang tên tên ông đó ha. Do đó nếu mà cái bạn nào mà có ý định mà kết hôn hoặc là làm người yêu của mấy ông, cũng nên cẩn thận kiếm những ông nào mà làm ở cái gì nó tốt đẹp á, chứ nhiều khi như ghẻ chẳng hạn, ông tìm ra phát hiện ra con vi trùng ghẻ chẳng hạn, ông lấy tên mình đặt tên cho nó cũng kỳ. Hội chứng nào là người ta đã biết trước lâu rồi, không phải bây giờ mới phát hiện ra đâu. Trước đây rất là lâu và người ta không biết ai là người sẽ mang hội chứng Down. Người thai phụ nào mang bầu sẽ mang hội chứng Down, và người ta làm một cái nghiên cứu dịch tễ thì người ta phát hiện ra rằng tuổi mẹ là một yếu tố dịch tễ gây ra tăng cái tần suất em bé mắc hội chứng Down. Mẹ trên 35 tuổi thì nguy cơ mang hội chứng Down sẽ nhiều hơn. Nhiều hơn với tỷ lệ là 1 phần 250. Cứ 250 trường hợp bà bầu mà trên 35 tuổi thì sẽ có một bà bầu mang hội chứng Down. Do đó tất cả trước năm 1980 á, tất cả bà bầu mà trên 35 tuổi là đẻ ra chọc ối hết. Đẻ ra chọc ối để tìm ra coi con bà có mang hội chứng Down không. Thì người ta làm xong cái chuyện đó thì người ta làm tổng kết lại, người ta phát hiện ra rằng á, những em bé mà mang hội chứng Down á là do từ những bà mẹ dưới 35 tuổi không. Đố các bạn biết tại sao? Mặc dù yếu tố dịch tễ là bà mẹ trên 35 tuổi thì tăng nguy cơ hội chứng Down. Từ lúc người ta thực hiện chiến lược tầm soát, tức chẩn đoán những bà mẹ trên 35 tuổi thì tất cả những em bé hội mang hội chứng Down mà đẻ ra đời á là đều do bà mẹ từ dưới 35 tuổi đẻ hết. Đúng rồi, mấy bà đó không tầm soát. Người ta tầm soát trên 35 tuổi mà. Do đó ta không thỏa mãn chuyện đó. Ta không thỏa mãn chuyện đó, người ta cố gắng tìm ra coi cái gì có liên quan, thì người ta phát hiện ra những em bé mà mang hội chứng Down á thì bánh nhau của nó sẽ tiết ra hoặc là giảm tiết một số chất giống như AFP. Alpha FB, alpha photoprotein, hoặc là nó tăng tiết ra HCG, tăng tiết ra HCG, hoặc là nó giảm tiết ra một cái chất nó gọi là BABBA, là protein kết hợp. Nó tên là BABBA. Thì chính điều đó người ta sẽ đến năm 1990 người ta dùng một cái test mà bây giờ Việt Nam vẫn đang dùng, đó là triple test. Triple test là một test bộ ba, xét nghiệm
HCG, alpha B và estradiol. Với cái test này thì người ta có thể tầm soát, người ta phát hiện ra được khoảng 60% em bé, những bà thai phụ mang thai mắc hội chứng Down, và sai số 5%. Ta không thỏa mãn cái chuyện đó nữa, Đến năm 92 thì ông mà nãy tôi nói với các bạn cái trường King Hospital á, thì cái ông đó tên là Kyros Nikolaidis. Ông là người Hy Lạp, cũng giỏi lắm, có hai cái người Hy Lạp giỏi trong sản khoa, đó là ông Papa Nikolaou, biết không? Ông đã cứu sống biết bao nhiêu người phụ nữ chỉ bằng một test đơn giản của ông là phết tế bào ra coi thôi. Trước đây người ta phụ nữ chết vì ung thư cổ tử cung rất nhiều, nhưng mà nhờ ông là phụ nữ sẽ không chết vì ung thư cổ tử cung nữa. Cái ông thứ hai là ông Kyros Nikolaidis, hiện tại ông vẫn còn đang sống, và ông là founder của một cái hiệp hội về FMF là Fetal Maternal Medicine, chứ không phải là female and female đâu ha. FMF biết không? Female, male and male. Thì ông đó, ông ta là người bác sĩ soi buồng ối. Ổng là soi buồng ối thôi, là những cái thai trước đây bất thường á, là đưa ổng soi vô buồng ối để ổng kiểm tra cái thai trong như thế nào. Ổng phát hiện ra những em bé bị bệnh Down thì cái gáy nó dày hơn, và ổng đã nghiên cứu ra và ổng tìm ra được cái thuật toán để tính toán da gáy dày bao nhiêu thì cái nguy cơ em bé bị hội chứng Down là bao nhiêu. Nếu ông ta cái nghiên cứu của ổng á, nếu đo được mà da gáy đơn độc không á, thì tỷ lệ phát hiện cũng là 80%, tương đương với triple test rồi. Tuy nhiên nếu mà kết hợp với một cái chất với BBABA và HCG, bây giờ người ta gọi là double test cộng với đo độ mờ da gáy thì ta gọi là combined test, là cái test kết hợp. Nếu chỉ gồm xét nghiệm đơn giản thôi, là xét nghiệm BBABA cộng HCG thôi, thì ta gọi là double test, là xét nghiệm bộ đôi hai chất. Thì tỷ lệ phát hiện của nghiên cứu của ổng á, là ổng nói là 90%, nhưng mà làm trên toàn thế giới á thì nó khoảng 85% thôi. Okay. Đến năm 97 thì nó ra đời cái test, nó gọi là combined test. Người ta vẫn chưa thỏa mãn nữa. Đến năm 2000 đến 2010, gần cách đây khoảng chừng chục năm, thì một cái ông đó người Hồng Kông, ông làm một cái giải thuật rất là đơn giản mà các bạn đã làm rồi hồi học Y2 rồi, là ông cắt cái nhiễm sắc thể ra. Ông làm giống bạn hồi xưa làm karyotype, biết không, nhớ không, là làm cắt nhiễm sắc thể ra, nhiễm sắc thể số 1 bỏ vô ổ số 1, nhiễm sắc thể số 2 bỏ vô nhiễm số 2 đó, đúng không? Trước đây Mỹ và châu Âu rất là thông minh, họ đã phát hiện ra được một chuyện, có nhiễm sắc thể của con lưu hành trong máu mẹ, chạy trong máu, trong tuần hoàn của mẹ, chạy trong đó. Cái họ rất là thông minh, họ nghĩ rằng tao có thể phân lập được hai chuyện đó, tao có thể phân lập được nào là nhiễm sắc thể mẹ, nào là nhiễm sắc thể con. 40 năm không làm được gì hết, không phân lập được, không có cách nào phân biệt được hết. Thì ông này ông suy nghĩ một cái chuyện đơn giản, làm quái gì phải phân lập, không cần phải phân lập, một thôi là biết được số thể nó có dư hay không, sắc thể có thiếu hay không. Thì ông mới làm một cái giải thuật vậy nè, ông sắp 23 cái rổ, cái ông lấy nhiễm sắc thể trong máu mẹ đó, ông nuôi cấy ra, cái ông chụp hình lại, cái ông cắt ra, cắt thành nhiễm sắc thể giống như các bạn làm Y2 đó, cái ông bỏ vô rổ. Và mục tiêu của ông không phải là nhiễm sắc thể 21 đâu, mục tiêu của ông là nhiễm sắc thể giới tính. Vì ông là người Hồng Kông, ông lúc đó người Trung Quốc á chỉ sanh được một đứa thôi, ông muốn là phát hiện sớm nhất. Làm sao phát hiện sớm nhất? Lấy máu mẹ ra và phát hiện ra con trai con gái thôi.
trai gái thôi. Thì ông phát hiện ra nếu mà rỗ nhiễm sắc thể nó là nhiễm sắc thể X không á, thì là gì? Là con gái. Nếu có nhiễm sắc thể Y xuất hiện trong đó thì là ba mẹ mang mang con trai. Nhưng vô tình ông phát hiện ra những đứa bé mà mang nhiễm sắc thể, bà mẹ nào mang nhiễm sắc thể số 21 mà bệnh đa, hội chứng đau á, thì cái rỗ số 21 nó nhiều hơn, đúng không? Bỏ vô rỗ bình thường hết thì nó sẽ đều hết, mà bây giờ nhiễm sắc thể số 21 nó nhiều hơn, nghĩa là bà ta chắc chắn là sẽ có gì đó dư nhiễm sắc thể số 21. Chỉ với một cái suy nghĩ đơn giản thôi, ông kiếm 100 đô cho một mẫu, ông phát hiện đó và ông công bố cái kết quả, cái công bố nghiên cứu ông ra, và cứ mỗi lần người ta làm cái test đó đó cho thai phụ á, thì ông cứ lấy 100 đô, lụm 100 đô, lụm 100 đô, làm giàu không khó, đúng không? Làm giàu không khó, học y 2 là biết rồi, làm được rồi, mà tại vì mình không làm thôi, không làm thôi, ông cứ lụm 100 đô. Thì cái test đó bây giờ nó gọi là NIPT, xét nghiệm tiền sản không xâm lấn, không xâm lấn. Thời điểm nó chỉ đơn giản vậy thôi, bây giờ nó sẽ phức tạp hơn, mình phức tạp hơn như thế nào mình sẽ nói tiếp. Rồi, vậy thì qua cái lịch sử đó thì mình sẽ thấy rằng là cái quy trình tầm soát một em bé lệch bội, nãy mình nói lệch bội 10%, trong đó người ta chỉ quan tâm đến nhiễm sắc thể số 21 thôi, và ở đây mình cũng chỉ nói đến nhiễm sắc thể 21 thôi, thì sẽ có nhiều cái test khác nhau. Ví dụ cái test đầu tiên là tuổi mẹ, độ nó để cái nó gọi là indicator, nó là cái chỉ tố của một cái xét nghiệm á, thì người ta nó có các chỉ tố sau đây: tỷ lệ phát hiện. Tỷ lệ phát hiện nghĩa là không phải là bà bầu đó đi xét nghiệm, hoặc là bà bầu đó dùng cái tuổi mẹ, thì tuổi mẹ 35 tuổi thì tỷ lệ phát hiện là 30%, không có nghĩa là 30% bà bầu đó mang em bé mang hội chứng đau. Mà người ta nói rằng tỷ lệ phát hiện nghĩa là trong tổng số bà bầu, trong tổng số bà bầu thì có, ví dụ như tỷ lệ bệnh đau hiện tại lưu hành, tỷ lệ lưu hành trong dân số nói chung là 1/1000. 1/1000 là 1000 bà bầu sẽ có một bà bầu mang hội chứng đau. Vậy thì mình nói 1000 thì khó quá, mình nói 20.000 đi. Mình nói 20.000 bà bầu thì có, thì bao nhiêu em bé bị mang hội chứng đau? 20 hội mang hội chứng đau. 20.000 bà bầu đó thì sẽ có 20 bà bầu sẽ mang con mang hội chứng đau. Tỷ lệ phát hiện 30%, nghĩa là với cái test đó người ta sẽ chia 20.000 bà bầu đó ra làm hai phần. Hai phần. Một phần lại gọi là nguy cơ cao, một phần là nguy cơ thấp. Một phần là nguy cơ thấp. Vậy thì trong phần nguy cơ cao đó, trong phần nguy cơ cao đó có, nếu mà tỷ lệ phát hiện là 30%, như vậy thì 30% của 20 là nhiêu? 6 đứa, có 6 đứa bị mang hội chứng đau trong cái nhóm mà được phát hiện ra tầm soát nguy cơ cao. Còn lại nhóm còn lại là nguy cơ thấp. Thì là bao nhiêu mang bao nhiêu bệnh đau? 14 đứa. Trong nhóm nguy cơ thấp thì nguy số tuyệt đối của em bé bị bệnh đau là 14 đứa, nhưng mà 14 đó trên cho 95% nhân cho 20.000 là 19.000, 14 đứa trên 19.000 bà bầu. Còn bên đây là 6 đứa nhưng mà trên 1.000 bà bầu. Đó gọi là tỷ lệ phát hiện. Tỷ lệ phát hiện. DR. Tỷ lệ dương tính giả. Tỷ lệ dương tính giả. Như nãy mình nói ha, trong dân số thì trên thai phụ trên 35 tuổi thì có 5%, thì ta gọi là 5% phần xét nghiệm đó, 5% bà bầu trên 55, trên 35 tuổi thì ta gọi là nguy cơ cao, thì ta gọi bả là dương tính giả luôn, thì cái số nó dương tính nó rất là thấp nên ta gọi bả là dương tính giả luôn. Thì sẽ có nhiều cái test khác nhau, đây là trên bảng có nhiều cái test khác nhau. Ở Việt Nam mình sẽ có test triple test. Triple test với tỷ lệ phát hiện là 71%,
tỷ lệ dương tính giả là 7%. Nếu mình xét cái này xuống 5% thì cái này nó xuống còn 60%. Double test. Trên này không có, nó chỉ có combined test thôi. Combined test thì tỷ lệ phát hiện là 85% với dương tính giả là 3-9%. Trên thế giới nó sẽ còn nhiều cái test khác nhau. Ví dụ như quadruple test. Quadruple test. Ví dụ như là integrated test. Integrated test nghĩa là cái test của các bạn làm có hai test. Combined test thực hiện vào lúc 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày. Triple test sẽ thực hiện từ 15 tuần đến 20 tuần 6 ngày. Là hai thời điểm khác nhau. Thì có người suy nghĩ đây nè, có một ông thầy ở Việt Nam mà cũng suy nghĩ giống vậy đó. Ông nói là bây giờ tôi làm một cái combined test. Tôi làm cái combined test. Sau đó đến 15-16 tuần tôi làm một cái triple test nữa. Được không? Hai cái test cộng lại. Ông kỳ vọng rằng là cái chiến lược của ông là tốt hơn cái chiến lược chỉ làm đơn lẻ. Chỉ làm đơn lẻ. Thì cái kết quả của ông á ra không có khác biệt gì so với cái chiến lược người ta làm đơn lẻ hết, mà cái kết cục của ông là nhiều em bé sẽ phải bị chọc ối. Vì nó sẽ khi mà làm test thì sẽ tăng cái nguy cơ cao lên, hay làm hai test thì sẽ tăng cái nguy cơ lên hai lần, thì cái nguy cơ đó lên hơn. Do đó trên thế giới người ta sẽ làm một cái test gọi là integrated test. Người ta giữ lấy cái dữ liệu đó, người ta giữ lại và người ta làm một khoảng lớn dân số đủ lớn để người ta thống kê lại, với hai test đó kết hợp lại với nhau thì cái con số này nó ra như thế nào. Thì nếu mà người ta làm đúng integrated test thì tỷ lệ phát hiện là 90%, dương tính giả chỉ 2-4% thôi. 2-4% thôi. Nhưng mà bây giờ cái test này gần như tuyệt chủng rồi, không có làm nữa. Là tại vì có NIPT. Là khi test này mà dương tính nè, thì người ta sẽ chuyển qua làm NIPT hoặc chọc ối rồi. Chứ ta không có đợi làm cái integrated test tốn nhiều thời gian quá. Nghe các bạn tóm tắt lại cho các bạn. Nhìn trên cái này thì các bạn sẽ lưu ý ba cái thông số mà các bạn phải đối diện với cuộc đi thi. Thứ nhất là cái test này bao gồm thành phần của nó là gì, ha, thời điểm thực hiện của nó, ha, cái tỷ lệ phát hiện của nó. Đó là ba thành phần mà bạn phải lưu ý. Đi thi người ta sẽ có phải thay hỏi cái chuyện đó. Khi mà cái test thực hiện ra thì nó sẽ trả lời là kết quả là nguy cơ đó là như thế nào. Thì thông thường sau khi tính toán xong thì ta nói là nguy cơ em bé bị bệnh đau là 1 phần mấy, 1 phần ngàn, 1 phần 2 ngàn, 1 phần 3 ngàn, 1 phần 10 ngàn gì đó. Thì người ta sẽ chọn một cái mốc thế nào gọi là nguy cơ cao, thế nào là nguy cơ thấp. Khi ra một con số thì lúc này người ta sẽ phân loại con số đó là cao hay thấp. Thì cao hay thấp dựa vào con số này. Con số này được lấy từ đâu? Được lấy từ lịch sử. Cứ bà mẹ trên 35 tuổi thì nguy cơ mắc hội chứng đau của bà là 1/250. Thì người ta chọn mốc 1/250. Tuy nhiên trên thế giới có nhiều cái chỗ khác nhau, người ta sẽ chọn mốc khác nhau, 1/350. Hoặc là người ta chia ra không phải hai mốc nguy cơ cao thấp nữa, người ta chia ra mốc nguy cơ cao, nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp. Thì nguy cơ trung bình là 1000. 1000 tùy bạn chọn. Tùy bạn chọn ha. Rồi. Giống như nãy mình nói ha, bây giờ nãy mình nói cái test là interim test, hiện tại ở Việt Nam ta không làm nữa, người ta chỉ làm test double test hoặc là combined test. Nếu mà nguy cơ cao thì người ta sẽ cho thai phụ chọn lựa, một là đi vào chẩn đoán luôn, hai là tiếp tục tầm soát bằng test NIPT. Test NIPT giống nãy mình nói, cái độ tỷ lệ phát hiện của nó là 99,9%, tỷ lệ dương tính giả của nó là dưới 1%. Có bạn sẽ đặt ra câu hỏi, ủa vậy sao nó không vô test chẩn đoán luôn?
con số nó quá lớn rồi, tại sao nó không vô thành test chẩn đoán luôn mà nó lại là test tầm soát, nó vẫn nằm ở test tầm soát. Câu trả lời là nó phát hiện ra nhiễm sắc thể lưu hành trong máu mẹ. Tuy nhiên cái nhiễm sắc thể đó nó có thể xuất hiện, nó có thể đến từ bánh nhau chứ không phải đến từ em bé. Đến từ bánh nhau nghĩa là bánh nhau có thể có biểu hiện bất thường nhưng em bé thì không, em bé thì không. Do đó người ta bỏ lầm, tránh tránh là ra cái đó à, nguy cơ cao quá, vậy thì tôi chọn lựa phương pháp là thôi chấm dứt thai kỳ luôn vì em mắc đau, thì nguy lầm là em bé không bị vấn đề gì hết, chỉ có bánh nhau bị thôi. Do đó nó vẫn là một cái test, đến bây giờ nó vẫn là cái test tầm soát chứ không phải là cái test chẩn đoán, nó là cái test tầm soát. Ừ. Rồi tùy theo cái nguy cơ này thì có nhiều chiến lược khác nhau ha. Chiến lược là một là tôi làm cái test, tôi gọi tạm thời gọi những cái test mà nãy mình đang nói á, là cái test tiêu chuẩn, một cái test NIPT là cái test cao cấp hơn, thì sẽ chọn lượng sẽ thực hiện theo cái giật cục, như là nguy cơ thấp ở đây thì thôi không làm gì hết, một nguy cơ cao thì tôi chuyển qua làm NIPT, nếu NIPT mà nguy cơ cao nữa thì đi vô chẩn đoán, còn nếu mà NIPT mà nguy cơ thấp thì thôi không làm gì, không làm gì, mà cái mốc chọn là 1/250. Rồi nãy giờ mình đang nói cái tầm soát ha, mình đang nói tầm soát lệch bội mà chuyên biệt hơn là hội chứng đau. Trên lâm sàng các bạn sẽ nghe nói là hội chứng Bato, hội chứng Edwards, tam bội nhiễm sắc thể X, vân vân. Tuy nhiên những thứ đó không có quan trọng vì người ta phát hiện ra rằng siêu âm sẽ giúp chẩn đoán được mà không có cần phải làm cái test này. Và làm cái test này thì cái nguy cơ, tỷ lệ phát hiện nó còn thấp hơn là siêu âm nữa, tỷ lệ phát hiện nó còn thấp hơn siêu âm nữa, nên người ta không có quan tâm đến, chỉ quan tâm đến cơ thể số 21 thôi. Rồi quay lại cái bây giờ người ta ra tầm soát rồi, giờ nguy cơ cao rồi, sau khi tư vấn xong rồi thai phụ nói thôi bây giờ tôi không có muốn nhức đầu quá, bác sĩ nói nhức đầu quá, tôi không có rõ cái chuyện đó, tôi chỉ hỏi bác sĩ một câu nè, con tôi có bị bệnh đau hay không bị bệnh đau, tôi chỉ muốn chuyện đó thôi, tôi không có muốn bác sĩ nói giải thích nhức đầu lung tung con số tùm lum tà le hết trơn, tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm là con tôi có bị hay không bị. Thì lúc này nếu mà sản phụ nói như vậy thì nói rằng tôi cho bà vô cái test chẩn đoán, vô xét nghiệm chẩn đoán, xét nghiệm chẩn đoán thì trả lời là có bị không có bị, mà muốn biết được gì, xét nghiệm chẩn đoán thì phải làm gì, làm gì, bạn này nói cao tiếp, bạn này chập ối thì sao, làm gì? Tôi đang muốn nói để các bạn hiểu rõ hơn, chứ hiện tại trên lâm sàng mấy anh chị không có hiểu cái chuyện đó. Mấy anh chị nói chọc ối rồi mà sao con tôi, mấy anh chị bác sĩ là chọc ối rồi. Chọc ối là một phương thức để lấy bệnh phẩm chứ không phải là một cái test chẩn đoán. Nghĩa là bạn sắc thể của em bé thì bạn phải lấy cái bệnh phẩm của em bé ra. Mà trong cách lấy bệnh phẩm thì có nhiều phương thức lấy bệnh phẩm. Trong đó có một phương pháp là chọc ối để lấy nước ối. Chọc nước ối, chọc vô buồng ối để lấy nước ối, và trong nước ối nó có tế bào da của em bé, thì đó người ta lấy tế bào da của em bé ra, người ta làm xét nghiệm gì đó, nhiễm sắc thể đồ karyotype. Karyotype thì quá rành rồi đúng không, đúng không, karyotype thì quá rành rồi, học Y2 rồi không có nhắc lại, mình chỉ nói thêm cho các bạn hiểu được để biết rằng là khi tư vấn cho bệnh nhân làm karyotype nghĩa là gì. Làm karyotype nghĩa là bạn lấy cách nào đó bạn lấy được bệnh phẩm của em bé, lấy bệnh phẩm chính xác hơn là bạn lấy được tế bào của em bé ra để đi làm xét nghiệm, có nhiều thứ xét nghiệm khác nhau. Trong đó có xét nghiệm gọi là karyotype. Karyotype nghĩa là bạn lấy tế bào đó bạn đi nhuộm 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 màu của nhiễm sắc thể đó, vì nhiễm sắc thể không có màu, nhiễm sắc thể của các bạn không có màu, soi chẳng thấy gì hết trơn á, thì bạn phải nhuộm màu nó lên thì nó mới đen 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 cho bạn thấy nè, nó đen đen trắng trắng cho bạn thấy nè, thì nhuộm màu, để nhuộm màu được thì bạn sẽ phải nhớ lại chuyện hồi học phổ thông, hồi học phổ thông,
Nhiễm sắc thể này chỉ được bắt màu khi nó thực hiện phân bào. Trong tất cả giai đoạn khác nó không có, nó bắt màu được, nó khi nó phân bào nó bắt màu. Như do đó thì sao? Phải sao? Phải nuôi nó. Nuôi nó để nó phân ra, nó phân bào ra thì lúc này nhiễm sắc thể nó mới bắt màu và nuôi nó, phải nuôi nó sống. Nuôi nó sống còn nuôi nó chết nó cũng chết queo à, bởi vì nhiều cái trung tâm nó làm karyotype không có được vì không có nuôi được, không có nuôi được. Vậy thì sao? Phải nuôi và khi nuôi vậy phải vậy bị gì? Khi nuôi thì tốn gì? Hả? Tốn thời gian, chính xác. Khi nuôi phải tốn thời gian, do đó khi làm nhiễm sắc thể này nè, thường một tháng sau người ta mới trả kết quả. Vì ít nhất nuôi phải mất 14 ngày. Sau 14 ngày đó người ta lấy nó ra ta nhuộm. Nhuộm xong rồi phải dùng kính hiển vi người ta soi giống như hồi xưa học Y2 á. Và rất rất nhiều công đoạn khác nhau để mới ra được cái bản này, để mới ra được cái bản này. Ha. Đây, nhiễm sắc thể số 21. Nó nhỏ xíu rồi nè. Nó nhỏ xíu rồi. Nhỏ xíu. Nhỏ xíu. Ha. Nên người ta phải nuôi nó, ta nhuộm nó, ta soi với kính hiển vi và ta phát hiện ra có hay không có. Karyotype là một cái test tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán hội chứng đau. Phức tạp quá, cuộc đời phức tạp quá, con người nhân chi sơ tính bổn làm biến, họ không muốn làm cái gì phức tạp hết, cái họ mới phát hiện ra, họ mới tự tìm ra một cái phương pháp nào có thể nhanh hơn, thì người ta gọi là phương pháp fish. Fish nghĩa là gì? Là người ta bỏ một cái rod, một cái đầu dò. Cái đầu dò đó giống như là có ái tính như thích. Nó thích. Giống như mình thích bạn nào, mình thích mình đi lại gần bạn đó vậy đó. Thì cái thằng này nó cũng vậy. Bỏ vô cái rod liên quan đến nhiễm sắc thể số 21. Bỏ vô. Thì nó thích nhiễm sắc thể 21 mà. Thì nó gắn với nhiễm sắc thể 21. Nó gắn với nhiễm sắc thể 21. Mà cái probe này nó đặc biệt lắm, nó phát sáng với kính hiển vi hình quang và khi đó người ta soi nó, ta soi nó cái nào sáng lên thí dụ 3 điểm sáng lên, à vậy thì đó 3 nhiễm sắc thể số 21. Thì cái ưu điểm của phương pháp này là gì? Ưu điểm phương pháp này là gì? Không tốn thời gian, không có tốn thời gian, không phải nuôi cấy gì hết trơn, nhiễm sắc thể có sẵn là chỉ bỏ vô rồi soi thôi. Nhưng mà chị tốn gì biết không? Tốn thịt người. Phải so với cái niên vi mới thấy. Hồi nãy mình coi kia là tốn thời gian. Tốn người phóng đại lên, rồi cắt nhỏ nó ra, rồi xếp nó lại. Đúng không? Thì này nó không có tốn thời gian. Nhưng mà vẫn tốn người soi. Vẫn tốn thịt người. Nhưng Việt Nam thịt người là rẻ nhất. Nên người ta vẫn tốn thịt người để làm. Phương pháp thứ hai nữa là qFPCR. Hồi xưa học lớp 9, lớp 11, lớp 11 đúng không? Học Allen này đúng không? Khái niệm Allen biết đúng không? Thì qFPCR là tương tự vậy đó. Người ta khuếch đại cái nhiễm sắc thể đó lên. Và người ta khuếch đại lên, ta không có quan tâm đến nó số mấy. Chứ người ta không quan tâm đến số mấy. Ta chỉ quan tâm đến Allen của nó. Nên một cái nhiễm sắc thể sẽ có nhiều cái locus. Mỗi cái locus nó sẽ có những cái Allen trong đó. Và mỗi nhiễm sắc thể nó sẽ có Allen. Một số allele đặc hiệu riêng biệt. Thì lúc này không có tốn thịt người nữa. Nó sẽ có cái máy cái ngang qua đó cho nó điểm danh. Allele, thí dụ như nhiễm sắc thể số 21 đi, nó có 5 cái allele đặc hiệu là 5 7 8 9. Rồi số 5 có không? Thằng kia nói có. 7 không? Có và nó đếm có nó nhiều quá. Có nhiều quá, có dư quá. Thì nó nói rằng dư nhiễm sắc thể số 21. Thì cái qFPCR này sao? Không có tốn. Không có tốn người. Không có tốn thời gian. Nhưng mà tốn phương tiện. Trên đời này nhớ trên đời này có 3 chuyện. Ngon bổ rẻ thì không rẻ, ngon rẻ thì không bổ, đúng không?
nhớ vậy đó, không có gì mà trên đời mà ngon bổ rẻ, nhớ ngon bổ rẻ, ngon thì không bỏ. Đúng không? Tương tự QFPCR cũng vậy, phải tốn máy. Và khi mà QFPCR này có một chuyện này nè, có một chuyện này nè, đến lúc nào đó cái phòng này nó bị nhiễm, nó nhiễm nghĩa là cái thể đó nó cái nhiễm sắc thể đó nó nằm trong máy hoài luôn, mà khuếch đại lên gặp nó, cái khuếch đại lên gặp nó mà không phải là của cái mẫu của mình là dục cái phòng đó luôn. Vì cái mẫu nào ra cũng vậy hết trơn, kết quả ra mẫu nào cũng ra bất thường, cái mẫu nào ra bất thường hết đó là dục cái phòng nó luôn, phải tốn tiền. Và đợt vừa rồi á, nhớ không, Covid á, Covid á, Quảng Nam mua cái máy PCR này nè và rớt chất nhiều ông rồi đó, nó liên quan đến cái máy, liên quan đến cái máy. Ôi, hồi nãy giờ mình nói test chẩn đoán thì mình sẽ có Karyotype, FIS hoặc QFPCR hoặc là PCR. Muốn làm được chuyện đó thì phải có một cái cách để lấy bệnh phẩm. Thì cái cách lấy bệnh phẩm đó là chọc ối, tên tiếng Anh của nó là amniocentesis. Thì người ta sẽ dùng đầu gờ siêu âm, người ta so siêu âm em bé, kìm một ối chỗ nào không có trúng em bé, ta lấy cái kim ta chọc vô, ta hút miếng nước ối ra để thử ha. Thì trong cái chọc ối này người ta sẽ làm được nhiều thứ, ví dụ như người ta lấy tế bào em bé ra, ta làm nhiễm sắc thải đồ, ta làm QFPCR, người ta lấy nước ối này ra người ta làm gì, coi coi em bé có bị nhiễm trùng không, có nhiễm rubella không, đi tiểu ra con rubella không, nó tiểu ra những cái con vi trùng khác hay không, và nhiều thứ khác vân vân và vân vân, đều làm được, đều làm được. Một thứ nữa là gọi là CVS. CVS là sinh thiết gai nhau, sinh thiết gai nhau. Thì cái này cũng do người Trung Quốc là phát hiện ra, người Trung Quốc giỏi lắm, người ta phát hiện ra nhiều thứ lắm. Mục tiêu của sinh thiết gai nhau của người Trung Quốc là muốn tìm đàn trai gái thôi. Mục tiêu tối thượng của Trung Quốc là kiếm đàn trai con gái thôi. Nhưng mà nó sẽ giúp được nhân loại những cái thứ khác, do đó không có thứ gì mà nó không có ý nghĩa hết. Sinh thiết gai nhau nghĩa là người ta lấy cái kim, người ta chọc vô bánh nhau, lấy sinh thiết, giống như là các bạn có đi khơi sinh thiết vú không, là mấy bên đây á, thì nó cũng tương tự giống vậy đó, chặt vô và vô để cố gắng hút được một thứ tế bào nào đó để lấy nó ra, để lấy tế bào nó ra. Cái hình này sẽ nói lên thời điểm lúc nào làm CVS, lúc nào làm chọc ối. Tại sao người ta không làm chọc ối lúc thời điểm này, ít ối quá thì lấy ít, ít ối thì ta lấy ít, lỡ chọc chung người ta phát hiện ra nếu chọc ối vào thời điểm này thì em bé nó bị hội chứng khiếm khuyết chi, dễ bị hội chứng khiếm chi, và người ta giải thích là lúc này khi mà chọc vô như vậy thì rách cái màng ối, và khi màng ối như rách như vậy thì nó sẽ có thể cuốn cái tay cái chân của nó và em bé sẽ mất luôn cái chi đó luôn, mất luôn cái chi đó luôn. NIPT thì làm từ 9 tuần rồi trở đi, lúc nào làm cũng được. Chứ 3T là quý 3 ha. 3T là quý 3. Rồi có ai hỏi về tầm soát và chẩn đoán lệch bội không? Nãy giờ mình đưa các khái niệm cho các bạn để bạn đi lâm sàng bạn hiểu được, à người ta làm cái gì, người ta làm cái gì, thời điểm nào, giá trị nó ra sao, giá trị nó ra sao. Không, có ai hỏi về lệch bội không? Mục tiêu chung hôm nay chỉ nói cho bạn biết khái niệm thôi, khái niệm thôi, cho bạn hình dung được thôi, còn cái chuyện mà phát triển thêm nữa thì nó là cái chuyên ngành tương lai, nó là chuyên ngành tách biệt ra khỏi sản khoa, nó không liên quan đến sản khoa nữa đó. Sản phụ làm IVF thì nếu các bạn làm gọi là chẩn đoán tiền làm tổ, là lúc này bạn không cần phải lấy tế bào gì nữa hết, bạn đã lấy tế bào ngay từ lúc nó giai đoạn nó là 2, 4 đến 8 tế bào thì bạn lấy nó ra, thì lúc tùy theo bạn muốn cái gì, ví dụ như
ở bên Thái Lan người ta rất giỏi cái này, rất là giỏi cái này, là vì nó bị thalassemia nhiều á, nó rất là giỏi cái này và nó làm thalassemia hết. Và nó làm luôn bệnh đau luôn, trong lúc đó nó làm luôn bệnh đau luôn, thì lúc lúc đó nó đã thành test chẩn đoán rồi, nó không cần phải tầm soát hội chứng đau này nữa. Nếu IVF mà có kèm theo chẩn đoán tiền làm tổ thì là đã làm chẩn đoán tiền sản lúc đó luôn rồi. Tôi hỏi gì nữa không? Rồi, nếu không hỏi gì thì mình sẽ chuyển qua một cái nguyên nhân thứ hai, đó là bất thường đơn gen. Thì cái này tôi nghĩ là các bạn rất là giỏi rồi, sinh viên khoa mà không biết cái này nữa là thua, là không không thể nào đậu được trường y. Anh à, biết ông này không? Ông là người nước nào? Đa phần sẽ nói ổng là người Hà Lan mà không phải, ổng nghiên cứu trên đầu Hà Lan chứ không phải là người Hà Lan. Ổng là người Áo, ổng là người Áo. Ông Menen là cha đẻ của học thuyết. Học thuyết gì? Học thuyết gì? Học thuyết gì mà Việt Nam mình giỏi hơn ổng nữa? Việt Nam mình giỏi hơn ổng. Việt Nam mình nói hai cái học thuyết trong một câu thơ. À, ông Darwin biết không? Biết Darwin không? Thuyết Darwin là thuyết gì? Thuyết tiến hóa. Ông Mendel này nè là thuyết gì? Quên rồi, tôi không nhớ thuyết cái gì, nhưng mà câu thơ này bạn sẽ nói rằng là người Việt Nam giỏi hơn nè, mà tại vì không phát triển ra thôi. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, khi nào dân nổi can qua con vua lại đi quét lá đa ở chùa. Là câu thơ đó nói cả hai học thuyết luôn, học thuyết của Darwin và học thuyết của Mendel. Con vua thì làm vua, nghĩa là có gen làm vua thì mới làm vua. A lớn kết hợp với A lớn A nhỏ kết hợp với A lớn A nhỏ thì 75% là A lớn A nhỏ, 25% là A nhỏ, đúng không? Đúng không? Có gen làm vua mới làm vua. Khi nào dân nổi can qua là khi nào có đột biến á, là thuyết Darwin á, khi nào có đột biến á, thì cái đột biến đó mới biến đổi thành kiểu hình khác nhau, mới ra kiểu hình vua khác. Mendel là người đặt ra nền móng đầu tiên, và cái cách lý giải của ông là thể hiện rất nhiều thứ. Đây là cái bản 2016, đây là cái bản bản đồ gen 2016 về đơn gen. Thì người ta phát hiện ra được trên nhiễm sắc thể số 1 có 1585 gen, người ta đếm có 1585 gen. Tương tự trên các nhiễm sắc thể khác. Các bạn sẽ đặc biệt quan tâm đến nè, nhiễm sắc thể Y tệ nhất có 54 gen thôi. Người ta dự đoán nha, người ta dự đoán trong vòng 5 đến 100 năm nữa trên thế giới sẽ không còn đàn ông. Vì người ta một khoảng người ta lấy cái gen khoảng của người khoảng 100 năm trước á, thì cái bộ nhiễm sắc thể này nè là 150 gen. Bây giờ nó chỉ còn có 54 gen thôi. Do chắc là do nhậu hút thuốc lá nhiều quá, gen nó mất hết rồi. Và tương lai nó sẽ không còn cái gen nào nữa hết. Tương lai không còn cái gen nào nữa hết, mà nghĩa là không còn nhiễm sắc thể Y tồn tại. Trên đời này chỉ đẻ con gái thôi, đẻ được con gái thôi. Muốn thụ thai thì sẽ thụ thai bằng cách nào đó rồi không biết ha. Do đó đàn ông là phải yếu á các bạn. Ngay từ đầu đã yếu rồi, so với vật chất di truyền là yếu rồi, đúng không? Nhiễm sắc thể Y nè, nhiễm sắc thể X nè, 836 gen. Nhiễm sắc thể Y có 54 gen là thua tới bao nhiêu gen? Thua hơn 150 gen, hơn 150 lần.
phải yếu. Về vật chất di truyền là yếu nè, đúng không? Về mặt sức khỏe là yếu nè, về mặt sức khỏe là yếu nè. Bé nam á, bé bé trẻ con trẻ sơ sinh mà là con trai á, nó dễ bị suy hô hấp hơn, nó dễ bị suy hô hấp hơn, nó dễ bị chết hơn, nó dễ bị chết hơn. Do đó tỷ lệ tự nhiên á, tỷ lệ mà đẻ tự nhiên á, tỷ lệ nam nhiều hơn là nữ, chết bớt đi, chết dần dần nó thì ra da nó sẽ gần bằng nhau. Và đến lúc già thì sao? Đàn ông chết trước, đàn bà chết sau. Do đó các bạn sẽ thấy người Việt Nam rất là giỏi nè, người Việt Nam rất là giỏi nè. Khi trẻ đó, khi mà trẻ đó, hai người trẻ đó đi đó, thì người ta nói là hai vợ chồng, đúng không? Hai vợ chồng. Lúc bước già đó, ta gọi là hai ông bà, đúng không? Đúng không? Lúc về già là hai ông bà, lúc về trẻ ta gọi là hai vợ chồng đi đâu đó, lúc về già gọi là hai ông bà đi đâu đó, đúng không? Lúc về trẻ là hai vợ một chồng, hai vợ chồng, đúng không? Lúc về già là hai ông bà, nghĩa là hai ông thì đúng không? Do đó đàn ông là phải yếu ha. Đừng có tưởng vì chính vì nó phải yếu như vậy nên nó thường yếu, nó dễ biểu hiện. Nó khi yếu nó sẽ dễ biểu hiện là tưởng là mình mạnh, là thể hiện là hay gây gổ với nhau. Thường những thằng yếu nó sẽ thường biểu hiện ra nó vậy đó, nhưng mạnh thì nó không biểu hiện đâu. Gây gổ với nhau, đánh lộn với nhau lúc mà học cấp 1, cấp 2 á, hút thuốc á. Tuy nhiên nói cái gen gây bệnh thì có 3.223 cái gen gây bệnh mà người ta phát hiện ra được, và nó gây ra 4.783 các bệnh khác nhau. Đây là gen nè, là phenotype nè, phenotype. Vậy bất thường đơn gen như vậy gây có rất nhiều, vậy thì sao làm hết? Sao làm hết? Làm này sao nổi? Các bạn muốn làm này trước đây là khoảng 20.000 đô la, mất 3 tháng để chạy cho toàn bộ gen này. Không làm nổi. Do đó ở Việt Nam người ta làm gì? Ở trên thế giới cũng vậy, không phải riêng Việt Nam người ta không làm vậy. Người ta tầm soát bất thường đơn gen bằng cách cách gì? Dựa vào dịch tễ học. Ở Việt Nam thường đơn gen thường gặp nhất đó là thalassemia, thiếu máu địa trung hải. Thời tôi học á tên nó vậy, còn bây giờ ta gọi là thiếu máu tán huyết di truyền. Ở bên Anh á, ở bên mấy thằng da trắng á, ở mấy da trắng á thì nó gọi nó một cái số bệnh gọi là Gelrich, thì nó làm đó. Do đó mình mà đi qua bên Mỹ đẻ thì nó hỏi mày có tầm soát thalassemia chưa, tại vì vùng dịch tễ của mình là thalassemia. Còn tụi nó là dịch tễ khác, tụi nó không có tầm soát thalassemia. Ở tụi nó, tụi nó làm soát bệnh khác dựa vào dịch tễ học. Rồi một phương pháp khác nữa để tầm soát đơn gen là làm gì? Tả hệ, vẽ phả hệ ra để tìm gì vậy? Đột biến gen lặn lưu hành trong gia đình đó. Mà thường nhất là gì? Hemophily. Thường gặp nhất trong hemophily là biết gì không? Một bệnh án điển hình để chẩn đoán hemophily là biết là gì không? Da quy đầu, chảy máu không cầm luôn. Bệnh án điển hình của hemophilia là cắt da quy đầu. Rồi mình không có nói tới những cái gì khó khăn xa xôi, tỷ lệ hiếm hết gặp. Mình nói cái mà Việt Nam gặp đó là thalassemia. Để tầm soát thalassemia ở Việt Nam á, thì người ta làm, người ta dựa vào quan sát, người ta thấy rằng những bà mẹ
mà mang con bị thalassemia, nghĩa là bả có gen đột biến gây ra không tổng hợp được chuỗi globin, dẫn đến tế bào hồng cầu của bả sẽ mau chết hơn, sớm chết hơn, sớm chết hơn. Vậy thì bả sẽ thiếu máu, thiếu sắt, thiếu máu nhược sắt hồng cầu nhỏ. Vậy thì làm gì? Làm cái huyết đồ. Nếu mà huyết đồ của bả mà có bất thường, nghĩa là có nhược sắt, có hồng cầu nhỏ, thì ta làm gì? Theo định luật Mendel, giả định bả thiếu máu nhược sắt hồng cầu nhỏ thì bả có thể là bả thiếu máu thiếu sắt, hoặc là bả thiếu máu di truyền. Và tôi giả định bả là thiếu máu di truyền luôn, mà bả thiếu máu di truyền mà người ta nhìn bả vẫn không thấy gì hết, vẫn không thấy, vẫn bình thường. Thì đó là lúc mà hồi xưa tôi đi học, ông thầy tôi hay nói á, ông thầy tôi hay dạy, ông thầy huyết học của tôi, ông nói á, con gái da trâu á nhìn càng lâu càng đẹp, đừng kiếm những đứa da trắng, da trắng coi chừng nó thiếu máu nhược sắt hồng cầu nhỏ, nên nên nó không có hồng hào, nó trắng 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 vậy đó, thì nguy cơ nó là A lớn A nhỏ, mà mình A lớn A nhỏ nữa thì con mình 25% sẽ rơi vào A nhỏ A nhỏ. Nó là thể thalassemia, thể major. Và tôi đã từng gặp hai vợ chồng dược sĩ 6 lần. 6 lần đều thể major hết. Đều thể major hết. Rồi. Thì làm gì? Theo định luật Mendel, nếu mà tôi thử huyết đầu chồng mà huyết đầu chồng là bình thường thì nghĩa là ổng là A lớn A lớn. Mà A lớn giả dụ kết hợp với A lớn A nhỏ thì 100% là có A lớn. Không bao giờ dưới 0% sẽ xuất hiện A nhỏ A nhỏ. Nghĩa là sẽ không bao giờ con mình sẽ rơi vào nguy cơ major thalassemia. Cùng lắm là nó 25% nó là minor thalassemia. Mà nó con gái nữa thì nó da trắng, còn xinh đẹp. Đúng không? Mà đừng có kiếm mấy thằng y khoa để nó biết phát hiện thôi, còn mấy thằng thường thường nó khoái, đúng không? Mấy thằng thường thường nó khoái. Lúc này thì sao? Ngưng sàng lọc, không làm gì nữa hết, không làm nữa. Còn nếu mà tiếp tục hai vợ chồng đều bất thường hết thì chưa chắc họ sẽ là a lớn a nhỏ, a lớn a nhỏ, nhưng tôi vẫn giả định là họ là lớn hay nhỏ. Thì lúc này tôi sẽ làm gì? Chạy gen ra coi có xuất hiện a nhỏ không. Nếu mà xuất hiện a nhỏ thì chọc, ôi vì lúc này hai vợ chồng là a lớn a nhỏ thì theo định luật Mendel 25% sẽ xuất hiện a nhỏ, thì lúc này tôi sẽ chọc ối em bé ra để coi phải nó thiệt thiệt là a nhỏ nhỏ không. Nhưng mà nhỏ nhỏ thì sao? Thì kệ nó bình thường thì kệ nó, đúng không? Đó là thalassemia. Tương tự, muốn phát triển thêm này nữa, muốn giỏi hơn này nữa thì phải làm gì nữa? Phải làm gì nữa? Nãy giờ mình đang nói là do mình đang tầm soát theo kiểu dịch tễ, còn còn người ta tầm soát theo kiểu nếu mà em bé nó có xuất hiện bất thường thì lúc này tôi phải vô vào thư viện để mô tả nữa. Phải làm gì nữa? Nãy giờ mình đang nói là do mình đang tầm soát theo kiểu dịch tễ, còn còn người ta tầm soát theo kiểu nếu mà em bé nó có xuất hiện bất thường thì lúc này tôi phải vô vào thư viện để mô tả bất thường đó. Và người ta mô tả cái bất thường này là do đột biến gen này gây ra, thì tôi sẽ làm tiếp. Thì cái đó sẽ phát triển tiếp 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 tương lai. Tương lai đứa nào thích ngành đó thì đi, còn không thích thì thôi ha, thì thôi, không không bàn tiếp tới nữa, mình chỉ bàn tới tà lá xem nhà thôi, không có bàn tới
3.223 này là gì? Không có bạn tới phenotype 4.783 nổi cái chuyện này không? Mặc dù nó con số cố định đó, nhưng mà cũng học cũng chết. Không nhớ, không nhớ đó làm gì? Trí tuệ đó để neuron nó để làm chuyện khác, để hẹn bồ chẳng hạn, sắp lịch đồ, đúng không? Đúng không? Giống như tôi bây giờ nè, tôi nói với bà vợ tôi là tôi có bồ. Mục tiêu có bồ của tôi không phải là ham hố gì, mục tiêu có bồ để tập cho cái neuron nó hoạt động, đừng có bị hội chứng Alzheimer xuất hiện thôi. Thay vì đánh cờ để tránh đó, nhưng mà không quen, không thích đánh cờ, có bồ sẽ thích thú hơn, đúng không? Đó là cách điều trị bệnh của tôi chứ không phải là gì. Rồi có ai hỏi về bất thường đơn gen không? Có hỏi về bất thường đơn gen không? Bạn thấy rằng trên lâm sàng người ta làm như vậy là chưa có đủ đâu, chưa có đủ đâu. Nhưng mà trên đời này mình biết đủ là đủ, mình biết đủ là đủ, chứ mình không có kỳ vọng quá nhiều. Vì khi mà kỳ vọng quá nhiều thì bắt buộc bệnh nhân sẽ làm nhiều hơn, bệnh nhân tốn tiền nhiều hơn, và chưa chắc điều đó là lợi ích. Rồi nếu mà không có câu hỏi gì thì mình sẽ trả lời cho nguyên nhân còn lại. Nguyên nhân do môi trường, nguyên nhân không biết. Thôi nguyên nhân môi trường trước đi. Nguyên nhân môi trường thì cái khái niệm nguyên nhân do môi trường là các bạn rất thường gặp, rất nghe mấy bà bầu rất hay nói về chuyện đó, là gọi là yếu tố sanh quái thai. Yếu tố sanh quái thai. Trên cái hình này sẽ mô tả. Thứ nhất là thời điểm, thời gian mang thai, thời điểm mang thai, các loại bất thường. Thì trong vòng một tuần trước khi thụ thai và sau khi thụ thai thì ta gọi thời điểm đó là to be or not to be. Có coi phim đó không? Phim đó chắc cũ lắm mà chắc không coi. To be or not to be nghĩa là sống hoặc chết. Điều đó rất là đơn giản. Tôi rất thích thú với chuyện đó. Ngành khoa học cũng rất thích thú với chuyện đó. Người ta chỉ thích thú với chuyện gì? Có hai biến thôi. Một là sống, hai là chết. Đừng có sống mà vật vờ. Người ta không có thích vì nó nhiều biến quá. Nó đa biến, nó mệt lắm, nhức đầu lắm. Nhức đầu lắm. Giống như các bạn đi thực tập sản cũng vậy. Một, các bạn đặt ra cái mục tiêu bạn rất là phức tạp, rất là khó. Tôi chỉ giống như đi phòng sanh thì tôi chỉ sẽ trả lời với bạn hai chuyện thôi. Một là đẻ được, hai là không đẻ được. Hết. Chứ đừng có suy nghĩ à đẻ này ra sao, như thế nào, nhức đầu lắm. Thì thời điểm này ta gọi là to be or not to be, nghĩa là nếu mà bà mẹ tiếp xúc yếu tố sanh quái thai, yếu tố môi trường mà sanh ra quái thai vào thời điểm này, hoặc là em bé chết luôn, thai luôn, hoặc là em bé sống mà không có vấn đề gì bất thường hết. Từ thời điểm này trở đi cho tới 7-8 tuần nè, 7-8 tuần tuổi thai nè, bạn sẽ thấy đa số bất thường sẽ xuất hiện ở đây. Đa số bất thường sẽ xuất hiện ở đây. Vậy thì yếu tố sanh quái thai đó là bao gồm gì? Ai cũng biết hết trơn á, ai cũng mấy bầu biết hết trơn á. Bác sĩ ơi, em uống thuốc này em có bị gì không? Bác sĩ ơi, em bị cái này em có bị gì không? Bác sĩ ơi, em bị cảm á, em nghe nói bị cảm, em bé bị sứt môi á. Có không bác sĩ? Có không bác sĩ? Rồi. Một trong những cái cảm, bệnh cảm mà mấy bà bầu không có biết, đó là bệnh sởi đứt. Dịch sang tiếng Việt là bệnh sởi đứt. Bây giờ không ai từ đó hết trơn, từ đó trở thành quá khứ rồi. Ta gọi là do nhiễm con rubella. Cái bệnh nó gọi là rubeol. Cái con nó tên là rubella. Tiếng Việt Nam mình rất là tệ. Học tiếng Việt học y khoa không có giỏi. Tại tiếng Việt mình rất là
nhập nhằng lung tung hết trơn á, không có phân biệt nào là danh từ, phân biệt nào là tính từ, không phân biệt nào nào là bệnh, thì người ta rất là rõ ràng rành mạch. Cái con gây bệnh nó tên là rubella, cái bệnh nó gọi là rubeol. Rồi nó gây ra gì? Viêm não, màng não, đầu nhỏ, chậm phát triển tâm thần, đục tỷ tinh thể, điếc, tim bẩm sinh, gan to, ban xuất huyết ở da, ban xuất huyết da, bệnh lý xương xương quay, xương xương chày, chậm tăng trưởng trong tử cung. Con này nó gây ra đủ thứ bệnh đó. Con này gây ghê gớm lắm. Hiện tại giờ trên thế giới chỉ còn hai nước mà người ta phải tầm soát thôi. Đó là Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thôi. Nè, mấy nước khác đã thanh toán con này hết rồi. Không có nhiễm cái con này nữa. Ai cũng chích ngừa hết rồi. Việt Nam mình không có chích ngừa. Không biết, không hiểu tại sao nữa, không có chích ngừa. Giống như Việt Nam mình cách đây 20 năm nhiễm viêm gan B giống với Đài Loan. Việt Nam với Đài Loan là cùng anh em á, dân tộc á, cùng dân tộc Kinh á, dân tộc Việt. Mình là Lạc Việt, còn họ là Việt gì thì mình không biết. Nhiễm viêm gan B là giống nhau. Tuy nhiên bây giờ tỷ lệ nhiễm viêm gan B của họ là 2%, mình vẫn là 20%. Mình rất là giỏi ha, không biết làm sao mà nó cứ nhiễm hoài. Nhiễm con rubella này thì để hiểu được nó thì bạn phải có trong đầu kiến thức về sinh lý miễn dịch. Khi nhiễm một tác nhân lạ vào cơ thể thì cơ thể sẽ làm gì? Miễn dịch sao? Nói vậy thôi đâu có đủ, đâu có hiểu được đâu. Lúc này macrophage là thực bào á, nó lại sẽ ăn cái con đó trước. Ăn con đó thì nó làm gì? Trình diện kháng nguyên ra bề mặt để cơ quan miễn dịch của mình sẽ tạo ra kháng thể trung hòa cái kháng nguyên đó. Cái kháng thể ban đầu đó nó gọi là IgM. Kháng thể ban đầu đó gọi là IgM. Khi lần thứ hai cái kháng nguyên nó xuất hiện lần thứ hai, lúc này tế bào nhớ của hệ thống miễn dịch sẽ nhớ nó và kêu gọi binh lính mạnh hơn, là boost miễn dịch lên và tạo ra một cái kháng thể bền vững hơn là IgG. IgG. Vậy vậy thì một bà bầu làm sao? Một bà bầu người ta phát hiện ra được nhiễm rubella cấp trước 16 tuần thì cơ hội ta sẽ gây ra chuyện này. Vì lúc này vi khuẩn nó sẽ, con virus này nó sẽ đi qua màng nhau, đi qua nhau và tấn công em bé gây ra này. Vậy thì dựa vào cơ chế đó người ta mới nghĩ ra cái lưu đồ để coi bà mẹ đó có nhiễm rubella cấp tính hay không. Người ta thử IgM và IgG thì sẽ kết quả ra 4 trường hợp, đúng không? IgM âm tính, IgG âm tính, IgM dương tính, IgG dương âm tính, vân 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 vân. Nhưng mà ta chia hai nhóm thôi. Một nhóm là IgM dương tính và IgG dương tính, một nhóm là IgM dương tính và IgG âm tính. Thì lúc này khoan vội kết luận là bà này bị nhiễm rubella cấp rồi. Đúng không? Điều đó không, chưa thực sự chính xác vì sẽ nguy cơ bị giết lầm nên người ta mới nghĩ rằng là bà này có thể là nhiễm cấp hoặc là IgM này có dương tính giả. Nhớ một điều, làm khoa học á, ông thầy ông nói nè, một cái công bố khoa học nào mà nó ra 100%, con số nó ra 100% là một cái nghiên cứu láo. Không có gì trên đời 100% hết á. Nhớ, không có gì 100% hết. Nhưng mà Triều Tiên thì nó có đó. Triều Tiên thì nó có bầu cử ra 100% hết trơn á. Rồi thì lúc này người ta sẽ làm
người ta làm cái test tiếp tục, làm cái test ở Việt Nam hay cái này trên thế giới, mình không bàn tâm quan tâm đến 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 thế giới đâu, người ta sẽ quan tâm làm tới test thứ hai sau 2 tuần nữa. Nếu mà huyết thanh IgG mà nó tăng lên gấp 4 lần thì lúc này ta gọi là chuyển đổi huyết thanh. Và chuyển đổi huyết thanh nghĩa là bà mẹ này đã nhiễm rubella cấp. Nhiễm rubella cấp. Trường hợp thứ hai là IgM dương tính và IgG, IgM âm tính và IgG âm tính. Lúc này bé bà bầu bà mừng lắm. Bà bầu bà mừng lắm. Mừng lắm. Mừng lắm là tại vì tôi không có nhiễm rubella. Cái khái niệm của bà bầu rất là lạ, là không nhiễm là bà thấy tốt rồi. Nhiễm HIV là thấy nguy hiểm đúng không? Giờ không nhiễm rubella mừng đúng không? Chả mừng chút xíu nào. Nếu mà tôi ngồi khám mà tôi gặp này, tôi rất là quan ngại cho bà. Bà là người chưa có miễn dịch, giống như là mấy thời gian đầu nhiễm COVID vậy đó, y như nhiễm COVID vậy đó, không có kháng thể, không có kháng thể, rất là quan ngại cho bà. Lúc này ta gọi bà là ký chủ dễ bị nhiễm trùng nếu bà trước 16 tuần. Thì sau đó, do đó nếu mà đến quý 2 16 tuần là tôi sẽ phải lặp lại cái test của bà. Nếu bà là dương tính thì tôi nói là bà đã nhiễm cấp trong giai đoạn đó rồi, thì cái nguy cơ về kết cục thai kỳ là có. Còn nếu mà tăng gấp 4 lần thì nguy cơ kết cục là thai kỳ là có. Vậy thì sau 16 tuần tôi quan tâm không? Không, không quan tâm. Không quan tâm. Sau 16 tuần nếu mà có nhiễm thì tôi cũng quan tâm. Nhưng mà tôi đặt ra câu hỏi, bả 17 tuần bả đến lần đầu tiên với mình rồi sao? Thì sao? Thì chịu thôi chứ làm sao, là lỗi của bả. Lỗi là lỗi của bả chứ không phải lỗi của mình. Lúc này mình sẽ tư vấn cho bả biết là bà đã bị miss một giai đoạn tầm soát. Trong yếu tố gây quái thai, tôi chỉ quan tâm đến rubella, tại Việt Nam gặp nhiều. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều con có thể gây ra quái thai đối với mặt nhiễm trùng ha. Ví dụ như gọi là stalk, bạn biết chữ stalk không? S đúng không? Phải không? Làm gì có chữ S đầu tiên, stalk là chữ T đầu tiên. Toxoplasmosis other rubellum at best simplex. Nè. Còn rất nhiều con khác nhau. Yếu tố sinh ra, yếu tố gây quái thai còn có thuốc nữa, còn có thuốc nữa. Không thể nào nói hết ở đây, không thể nào nói hết đây. Chỉ nói cho bạn một cái trường hợp cụ thể về thuốc và cái người đó được được một cái huân chương rất cao quý của nước Mỹ. Đó là bà official official nhân viên hành chánh, không phải là nhân viên công vụ của cơ quan kiểm lý kiểm định thuốc của Hoa Kỳ. Sau này họ thành lập ra đơn vị gọi là FDA. Năm khoảng thập niên 60, nước Đức sản xuất ra một loại thuốc rất là tốt cho mấy bà bầu. Khi mà ngén uống thuốc đó vô hết ngén liền. Biết thuốc đó không? Thuốc đó. Toàn bộ châu thời điểm đó đẻ ra chim cánh cụt hết. Chim cánh cụt hết. Thuốc đó đã bị cấm lưu hành cho tới hiện tại, bây giờ đã cho lưu hành lại. Thuốc đó điều trị ung thư, bây giờ chuyển qua thành thuốc điều trị ung thư. Nước Úc vẫn bị, Việt Nam bị luôn. Riêng nước Mỹ không có trường hợp nào bị nhiễm trường hợp nhiễm thuốc đó hết. Thuốc đó thuốc gì về tự coi ha. Và sau cái điều đó họ phân loại ra các nhóm thuốc thành các nhóm A, B, C, D và X.
Cái nhóm S là cái nhóm không được dùng cho bà bầu vì nó chắc chắn là gây ra quái thai. Nhóm A không bao giờ bạn gặp được nhóm A vì không có ai thử nghiệm thuốc trên bà bầu cả. Chỉ có nhóm B, nhóm C và nhóm D thôi. Nhóm B thì gần như là đa phần cái thuốc nào cũng là nhóm B hết. Chỉ có nhóm C và nhóm D lúc đó tùy theo mục tiêu bà bầu khác nhau sẽ chọn. Thì đó là một cái phần chương rất lớn về dùng thuốc trong bào thai. Mình không quan tâm. Có nhiều thuốc, ví dụ như thuốc ức chế men chuyển cấm sử dụng cho bà bầu vì sẽ nó gây ra em bé vô niệu, vân vân. Mình không có bàn tới nó nhiều. Rất là lớn là sau ví dụ như hai cái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki gây ra hiện tượng quái thai gần như hầu hết ở đó. Chernobyl, Chernobyl. Một cái chuyện mà các bạn không có biết nè. Nhiệt độ tăng lên 1,5 độ C so với nhiệt độ thân nền của mẹ là yếu tố sinh ra quái thai. Do đó, cấm sử dụng tắm hơi á trong quý 1 của thai kỳ. Rồi mình sẽ nói xong cái phần đơn gen, mình sẽ nói xong luôn cái phần yếu tố sinh quái thai, mình sẽ tới cái phần do nhiều yếu tố kết hợp chiếm 33%, 50% ra không có biết nguyên nhân gì gây ra quái thai, thì làm gì vậy, tính ra tới 80% nguyên nhân dị tật là mình không có công cụ gì để làm hết. Thì may mắn quá nó đẻ ra một cái công cụ nó gọi là siêu âm. Siêu âm được dùng cách đây hơn 50 năm bởi quân đội Hoa Kỳ. Người đầu tiên sử dụng đó là quân đội Hoa Kỳ. Để dùng để làm gì? Đo độ sâu của biển. Đo vận tốc máy bay. Bây giờ mấy chú Pikachu đo vận tốc xe của bạn cũng bằng phương tiện siêu âm đó. Đến năm 1960, một ông tên gọi là Donald, ông dùng cái siêu âm đó ứng dụng cho sản khoa. Even Donald và đã phát triển đến bây giờ rất là khủng khiếp rồi. Rất là dùng rất nhiều thứ, vai trò siêu âm rất là nhiều thứ, giá trị của nó. Bây giờ bác sĩ sản mà không biết siêu âm cùi tay luôn, biết làm gì luôn, đứng đó dòm kiến thức, suy nghĩ, suy luận thì sao? Không có. Mà nếu có thì sao? Thì thằng khác nó dành ăn rồi, nó có siêu âm, nó chẩn đoán ra thì người ta qua nó rồi, đâu có tới mình nữa đâu. Do đó bác sĩ sản khoa là phải biết siêu âm. Không biết siêu âm đừng làm sản vì sao? Không làm được gì hết. Và một trong những cái giá trị siêu âm là giúp chẩn đoán dị tật bẩm sinh. Rất may mắn cho các bạn và trên thế giới, 80-90% dị tật bẩm sinh có thể siêu âm phát hiện ra. Dị tật nặng được định nghĩa là dị tật cần phải phẫu thuật ngay, phẫu thuật em bé có thể chết liền là 80-90%. 50-60% là dị tật trung bình. 40-50% phát hiện dị tật nhẹ tay 6 ngón. Ở câu cái không thấy, tỷ lệ phát hiện rất là thấp, không liên thấp, đơn độc, thấp lắm. Mà dị tật nhẹ thì sao? Kệ nó sao đâu, tôi dị tật tại le thì tôi vẫn sống được, tôi vẫn đi làm được, tôi vẫn làm bác sĩ được. Và đây là cái bản rất cũ rồi mà không có thay đổi, tới bây giờ nó vẫn không thay đổi. Đây là cái bản thống kê, cái bản báo cáo của một trung tâm được cho là siêu âm tốt nhất trên thế giới. Báo cáo đó là trung tâm ở nước Tô Cách Lan. Biết nước Tô Cách Lan không? À, New Zealand là Tân Tây Lan. Tô Cách Lan là nước mà đàn ông được phép bằng váy. Scotland.
Một quốc gia mà gọi là hà tiện nhất thế giới. Hà tiện nhất thế giới. Họ siêu âm trong thai kỳ 1,2 lần. Ở Đức siêu âm 3 lần trong thai kỳ. Ở Việt Nam siêu âm 10 lần trong thai kỳ. Tỷ lệ phát hiện hỏng ra được giống vậy. Ở Scotland siêu âm 1,2 lần. 1,2 lần ra được con số giống vậy. Ở Đức siêu âm tới 3 lần. Ở nước Tô Cánh Lan, ở nước Scotland là nước tiết hà tiện nhất thế giới. Hà tiện nhất thế giới. À, bà đó bà sanh đôi. Cái bà gửi tấm hình qua cho chồng bà. Chồng bà đi nước ngoài á. Chồng bà viết thư về. Viết thư về cho bà. Nói là bà rất là hoang phí. Rất là hoang phí. Gửi một tấm thôi. Sinh đôi hai đứa giống nhau. Gửi chi hai tấm. Do đó họ tiết kiệm đến mức là họ siêu âm chỉ có 1,2 lần trong suốt thai kỳ và ra được con số này. Ví dụ như spina bifida, cột sống chả đôi phát hiện tới 90%. Thai vô sọ 99%. Do đó bây giờ bạn không có thấy trường hợp nào thai vô sọ mà đẻ ra được hết. Ngoại trừ bà đó không đi khám thai thôi, chứ còn bây giờ tất cả thai vô sọ là đều bị chấm dứt thai kỳ trước hết rồi. Não uống thủy 60%. Bất thường ở tim 20%, thoát vị hoành vân vân. Đây là cái. Và cái cách mà người ta tầm soát là bằng cách là người ta sẽ siêu âm. Nếu mà phát hiện ra gì đặc bẩm sinh thì lúc này người ta sẽ quay lại, người ta tra trong y văn á, tra trong y văn. Mà y văn nếu mà bạn này bạn sau này bạn thích là ngành làm tiền sản, một trong những y văn mà bạn gối đầu cho bạn, gối đầu luôn á. Trước đây ông thầy, một ông thầy ở ngoài Đà Nẵng của tôi, ông gửi tôi một cuốn đó là hội chứng muốn sách dày nè, hội chứng là mỗi lần mà có dị tật gì đó là ông sẽ mở ra cái hội chứng nó là gì, nó nằm trong hội chứng nào và cái gì mà nó liên quan vân vân. Bây giờ thì không cần nữa, không cần nữa, thời điểm bây giờ khoa học hiện đại rồi, bạn sẽ vô cái trang gọi là OIM, cái trang đó là đủ hết cơ sở dữ liệu về tất cả dị tật, mô tả luôn dị tật đó là gì, hội chứng nó là gì, do gen gì gây ra đó. Bạn em bé càng nhiều dị tật thì cái mà bạn search nó ra thì ít hội chứng hơn. Còn em bé bạn chỉ cần ít dị tật thì nó sẽ ra nhiều nhiều cái kết quả hơn. Một điều đáng buồn ở Việt Nam á, điều đáng buồn ở Việt Nam là không có search được cái đó, tại vì không có đổi được từ tiếng Việt sang tiếng cái thuật ngữ đó, cần phải có cái từ điển đó. Chuyển cái bất thường của em bé thành một cái thuật ngữ đúng bên đây thì mới ra. Do đó đôi khi cần phải phải làm thêm những thứ nữa, ví dụ chẳng hạn là viết một cuốn từ điển, hoặc là bạn chuyển đổi, ví dụ sau này bạn giỏi viết app hay là gì đó, bạn người ta tiếng Việt cái nó sẽ chuyển thành cái thuật ngữ đó và nó chuyển tiếp tục qua cho Omim, Omim nó sạch sạch cho các bạn. Vậy là nội dung của bài mình chia sẻ xong, nguyên nhân của dị tật bẩm sinh mà nó nói bởi vì, và mỗi loại nguyên nhân đó mình sẽ nói phần chính yếu của tất cả cái đó và các phương pháp. Mặc dù cái nguyên nhân ít là 10%, 8% mình nói dài quá, còn nguyên nhân mà bự hơn, lớn hơn thì mình nói ít, là tại vì không có công cụ nào khác. Phần bài cũng đã hết. Phần này nó có một cái phần nữa, đó là bất động giảm máu, nhưng nó không có nằm trong nội dung nên mình sẽ không nói, vì nói thì phải thi, đúng không? Nói thì phải thi, do đó không nói. Phần chia sẻ cũng đã hết. Các bạn có đặt ra câu hỏi gì không?